Bài 13, Hero Carbon không no, so sánh giữa Anakin và Anakin. Khái niệm, có một nói đôi, Anakin có một nói ba. Công thức tổng quát là CnH2n, n lớn hơn 2. CnH2n trừ 2 lớn hơn, n lớn hơn bằng 2. Đặc điểm cấu tạo của Anakin, đây là đặc điểm cấu tạo của Anakin. Danh pháp, số nhánh, cộng tên nhánh, cộng số mạch chính, cộng vị trí. Nói đôi, cộng dấu, cộng end. Số nhánh, cộng tên nhánh, cộng số mạch chính, cộng vị trí, cộng nói ba, cộng in. CH2 liên kết đôi với CH2 là end. CH2 liên kết đôi với CH, liên kết đơn với CH3 là ribbon. CH2 liên CH liên kết 3 với CH là ethyl. CH liên kết 3 với C, liên kết đơn với CH3 là ribbon. CH liên kết 3 với C, liên kết đơn với CH2, liên kết đơn CH3 là put. 1 in. CH2 liên kết với CH, liên kết đôi với CH, liên kết đơn CH2, liên kết đơn CH3, put 1 in. CH3 C liên kết đơn với CH, liên kết đôi với CH, liên kết đơn CH3 là put 2 in. CH2 liên kết đơn với liên kết đôi với C, liên kết đơn với CH3. Ở đây liên kết đơn với CH3 nữa là 2 metal ribbon. CH2 liên kết đôi với CH, liên kết đơn CH2, liên kết đơn CH2, liên kết đơn CH3 là pen 1 n. CH3 liên kết đơn với CH, liên kết đôi CH, rồi liên kết đơn với CH2, liên kết đơn CH3 là pen 2 n. CH2 liên kết đôi với C, liên kết đơn với CH2, liên kết đơn với CH3. Ở đây liên kết đơn với CH3 là 2 metal but 1 n. CH3 liên kết đơn với C, liên kết đôi với CH, liên kết đơn với CH3. Ở đây liên kết đơn với CH3 là 2 metal but 2 n. Còn về alkyl là CH3 liên kết đơn với C, liên kết 3 với C, liên kết đơn với CH3 là put 2 n. CH liên kết 3 với C, liên kết đơn với CH2, liên kết đơn với CH2, liên kết đơn với CH3, pen 1 in. CH3 liên kết đơn với C, liên kết 3 với C, liên kết đơn với CH2, liên kết đơn với CH3, pen 2 in. CH3 liên kết đơn với CH, liên kết đơn với C, liên kết 3 với CH, CH liên kết đơn với CH3. Còn đây là đồng phân hình học của Anakin. Đồng phân hình học của Anakin. Rồi tính chất vật lý là Anakin và Anakin đều có tính chất vật lý chung là CH2, CH4, khí CH5, lỏng rắn, ít tan trong nước, tan trong dung môi hữu cơ, tê độ nước, tê độ ánh sáng, độ tan tăng theo M. Đây là các công thức hóa học của Anakin. Đây là công thức hóa học của Anakin. A cộng halogen X2 là CH2 liên kết đơn với liên kết đôi với CH2 cộng Br2 ra Br liên kết đơn với CH2, liên kết đơn với CH2, liên kết đơn với Br. Anakin là mắc màu Br. Acetylene là mắc màu dung dịch. Br2 là CH2H2N-2 cộng 2Br. Siga CH2N-2 Br4. CH liên kết 3 CH cộng 2Br2. CHBr2 liên kết đơn với CHBr2. HXHCl CH2 liên kết đơn với CH2 cộng cho HCl. Siga CH3 liên kết đơn CH2 Cl. CH2 liên kết đôi với CH, liên kết đơn CH3 cộng HCl. Ga CH3 liên kết đơn với CHCl, liên kết đơn CH3. Sản phẩm chính CH2Cl liên kết đơn CH2, liên kết đơn CH3. Sản phẩm phụ quy tắc Markovin. Phản ứng riêng của Anakin 1 in. Của Anakin không có,
của Ankin là HC liên kết 3 với CH cộng 2 AG NO H3 2 CH liên kết CGA AG C liên kết 3 với CAGL cộng 4 NH3 cộng 2 H2O và nhiệt. Ứng dụng của Ankin là chất dẻo cao su polymer cộng aldehyde, điều chế là CH3 liên kết đơn với CH2 liên kết đơn OH axit tê độ ra CH2 liên kết 3 với CH2 CH4 H10 ga là CH2 H4 cộng cho C2H6. Ứng dụng của Ankin là đàn hàng kim loại chất dẻo cao su polymer hóa chất khác, điều chế là C2 cộng cho 2H2O C2H2 cộng CaOH đắt đèn 2CH4 1500 độ C làm lạnh nhanh CH2 cộng 3H2O. Tiếp theo là phản ứng phương trình cộng với lại halogen là cộng với lại HX như là HCl, HBr. Thì phương trình này sẽ nó sẽ có dạng như là phương trình ví dụ trên đây. CH2 nối đôi với lại CH2 cộng với lại HCl thì sẽ ra, thì lúc này nó sẽ đứt một liên kết ra đây, là thêm vô chỗ này là được ra là CH3. Sau đó CH2 giữ lại thải HCl vô CH2 sẽ ra được là CH3 nối đơn với lại CH2Cl. Thì nếu mà đối với phương trình mà CH2 nối đôi với lại CH, lúc này quá trị của nó chưa có đủ, lúc này sẽ, nếu mà đứt liên kết ra thì sẽ có hai sản phẩm, một là sản phẩm phụ hay là sản phẩm chính. Và quy tắc thì sẽ dựa vào quy tắc Markovnikov, X sẽ cộng vào bậc cao nhất. Từ đó ta sẽ ra được sản phẩm chính là CH3, đứt lên một liên kết, chỗ này là CH3. Cl sẽ gắn vô quá trị cao nhất, quá trị đây, ở đây nó là quá trị cao nhất nên là gắn Cl vô đây. Và cuối cùng là CH3 nối đơn ghi lại. Còn sản phẩm phụ thì Cl này sẽ gắn vào đâu cũng được, còn H thì sẽ cộng vào bậc cao nhất. Phương trình cộng với lại nước thì sẽ tương tự như sau. CH2 nối đôi với CH cộng với lại HIO xúc tác là axit thì sẽ ra được là CH3 đứt một liên kết, thì H nó sẽ nằm ở đây, OH nó sẽ nằm với lại CH2. CH nối 3 với lại CH cộng với lại H2O xúc tác nhiệt độ thì sẽ ra được là CH3 cộng với lại CHO. Và tại vì lúc này là cái này là liên kết bền hơn, tại vì là liên kết 3, liên kết bền hơn nên là nó sẽ ra được là CH3 nối đơn CHO. Phương trình cộng với lại H2, cái này là ethylene cộng với H2, điều kiện là niken nhiệt độ thì sẽ ra là CH3 nối đơn với CH3 tạo ra anken